Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Tổng cục Dân số đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam về kế hoạch hợp tác trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Theo đó, JICA hiện đang hỗ trợ sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản trong việc xây dựng giáo trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kiểu Nhật Bản tại Việt Nam. JICA bày tỏ mong muốn có sự phối hợp, giám sát của Tổng cục Dân số trong quá trình thiết lập, vận hành mô hình này để mang lại hiệu quả thực tiễn, làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng các chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong tương lai. Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Nguyễn Doãn Tú cho biết, già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được xác định là một trong những vấn đề lớn của công tác dân số trong tình hình mới. Do đó, Tổng cục Dân số rất hoan nghênh đề xuất của JICA. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng lưu ý, các bước triển khai cần có sự chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt về địa bàn triển khai để có tính ứng dụng dài hạn. Cũng theo Tổng cục trưởng, Tổng cục Dân số đang từng bước hoàn thiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, phát triển kết hợp mô hình chăm sóc tại cộng đồng và chăm sóc dài hạn được xác định là hướng đi chính cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam. Nhật Bản là một quốc gia đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các chính sách y tế, phúc lợi, an sinh xã hội cho người cao tuổi. Do đó, Tổng cục Dân số rất mong nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác từ Nhật Bản cũng như tổ chức JICA, đặc biệt là chương trình đào tạo kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho đội ngũ cộng tác viên dân số để phát huy vai trò của đội ngũ này trên cả nước, đem lại hiệu quả bền vững lâu dài trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.